Từ khi mà xây úp định cư, lâu lắm rồi Hiền mới được thấy và được ăn các món bánh dân dã như thế này. Và đặc biệt hơn là được trang trí bắt mắt, được trang trí trên chiếc xuồng ba lá, một chiếc xuồng mà có lẽ gắn liền với những người ở miền Tây sông nước. Đây là món tráng miệng mà Hiền dự tiệc ở nhà một người bà con. Có lẽ những món bánh này thì những người ở thế hệ đầu tiên sang nước Úc mới biết, mới nhớ và làm được. Còn thế hệ thứ hai chưa chắc đã biết tên của các món bánh này. Không biết có chính xác không mà Hiền tạm gọi tên các món bánh này như sau. Thứ nhất là bánh bò, thứ hai là bánh chuối, bánh da lợn và trên cùng là bánh bột bán. Và hương vị bánh càng thêm đậm đà, béo ngậy bởi nước cốt dừa. Và Hiền tạm gọi đây là thuyền bánh nha. Điểm nhấn ở đây là chủ nhà không đặt bánh ở trên dĩa mà để bánh cho chiếc xuồng ba lá được xếp bằng giấy thật là khéo léo.